Mình chào anh em. Thì cũng sắp đến trung thu rồi thì nhân tiện đây là bên cửa hàng Minh Hà đang bán cái loại bánh trung thu. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp cho anh em xem. Đấy, đây là bánh trung thu của bên Minh Hà. Đây, trong bánh hộp này có gì? Đấy, một tờ có một hộp bánh và một cái thiệp. Đấy, thân gửi nhân ngày Tết Trung Thu cổ truyền thì Minh Hà Group gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc gia đình và các bạn có một ngày Tết Trung Thu vui vẻ và đầm ấm. Đấy, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đập hộp cái bánh này. Đấy. Đấy, vậy trong cái hộp bánh này có gì? Chúng ta cùng khám phá. Bên trong hộp bánh này có một cặp bánh. Đấy, đây là một cặp bánh. Bánh trắng tượng trưng cho trời, bánh đen như đất. Đây là đen. Đấy, đây là một cặp bánh trung thu, cái cổ truyền. Một cặp bánh dẻo và bánh nướng. Sau đây thì mình sẽ tiến hành bóc ra và đưa bên trong và bánh chén này. Đấy, cái hai cái bánh này. Trông khá ngon mắt phải không anh em? Wow. Đấy, đây là cái bánh nướng. Thì như các bạn biết thì hình đẹp đấy. Đấy, bánh nướng này tượng trưng cho đất. Trong số kỹ thuật thì con này thôi, anh em nên tự tay bóc và tự tay khám phá cái thông số kỹ thuật của con này thì nên tốt hơn. Đấy. Đấy. Đấy thôi. Đấy. Trông rất đẹp mắt. Thế đến thì mình sẽ bóc cái bánh dẻo. Nhưng mà tay mình vừa chạm vào bánh kia nên là nó bị trơn, hơi khó bóc tí. Đấy, thì đây sẽ bánh dẻo. Trông khá là ngon mắt phải không? Đẹp này. Trông rất là đẹp. Bánh này khá năng. Anh em có muốn khám phá ở bên trong cái bánh này có gì không? Đấy, đây là hai cặp bánh. Đây là một cặp bánh của bánh trung thu của Minh Hà. Chiến thôi. Đấy thì mời anh em chiến thôi. Bây giờ mình sẽ cắt nó, nhưng mà mình chưa cắt nó bằng cách nào. À đây. Thì bên trong cái hộp bánh này còn có một con dao nữa cho anh em cắt bánh, rất là tiện lợi. Đấy, mình sẽ tiến hành mổ xẻ cái bánh này. Con dao này mua vào thị trường một cái khoảng 50.000. Con dao này các bạn tìm ngoài thị trường hơi bị khó tìm đấy. Sẽ cắt thử. Dao cắt rất là nhạy bén đấy. Rồi. Anh em ăn thôi. Ôi, nếm thử xem nhá. Trứng rồi anh em ơi. Có trứng rồi. Nhân trứng khá là dày kia này. Nào, giơ miếng xem nào. Không, cái tay nó quay. Trứng thịt. Ôi, em thấy quả nhân trứng này có chất lượng không? Đấy. Rất chất lượng. Cảm giác ăn vào thì các bạn sẽ biết cảm giác nó ngon đến từng miếng. Nào, cho xem mặt mày ăn rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn sau. Đâu, cắn một miếng rồi thả lại quay miếng. Bây giờ mình sẽ cắt cái bánh dẻo. Dao nó chạy không? Ừ, dao sắc đấy. Đúng muốn thả ăn thôi. Quá hợp không thế. Thế là mình cũng chưa. Anh em, tôi
Đưa anh em xem cả cái bánh. Rồi, anh em thấy có ngon không? Nhìn trứng thật vậy. Thật trứng ấy. Anh em đã cảm thấy thèm chưa? Đấy. Giờ chỉ muốn chén thôi. Đấy, nhân khá chất lượng. Đấy, phần tiếp theo là mình sẽ ăn chén nhưng mà mình sẽ không quay vào này cho anh em đâu. Đấy thì mình sẽ mời anh em. Không? Độc không? Nếm thử xem có độc không? Tất nhiên là không có độc rồi. Phải hàng Minh Hà bán độc cho làm gì còn làm gì còn khách nào mua Minh Hà nữa. Đấy. Thì vậy thì mời anh em nhé. Màn tiếp theo là anh em mình sẽ chén thôi. Vừa rồi mình đã review một cặp bánh của Minh Hà. Đấy. Thì thời gian vừa rồi cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm. Thì cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn và gia đình có một kỳ nghỉ lễ Trung thu vui vẻ và đầm ấm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của nhóm review. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.